thứ ám ảnh nhất mùa hè cuối cùng cũng đã đến được nhà tôi rồi. Trời ơi, mất điện. Nóng phải gọi là kinh khủng luôn. Và cái thời tiết này thì còn gì tuyệt vời hơn là một cây kem mát lạnh nữa. Nhanh chí phải làm ngay một thùng kem về để giải nhiệt mùa hè này mới được. Đi vào ăn thử nhá. Không biết các bác thì thích loại nào, chứ mình thì hay ăn kem của Ice, bởi vì nó nhiều vị mà lại còn siêu siêu rẻ nữa. Đợt này thì thấy mới ra cái loại kem đậu xanh này, trông ngon mắt thật sự, mà lại chỉ có 8.000 một cái thôi, rất là hợp lý, nên là phải quất nguyên một thùng về cho cả nhà. Cắn vào một miếng là ta thấy ngay được cái sự mát lạnh, và cái kem thì nó mềm mịn, thơm và rất béo luôn nha. Ăn vào phát là cũng cảm nhận được cái mùi, cái vị truyền thống á, rất là quen thuộc không? Kết hợp thêm vào đấy là độ béo ngậy của sữa dừa và cái phần nhân đậu xanh cực kỳ nhiều. Đặc biệt là còn không bị ngọt gắt đâu, nó rất là thanh, nhẹ nhàng, vừa phải. Nói chung là ok lắm. Kem Ice này thì là một thương hiệu đến từ Singapore, nên là yên tâm về cái khoản chất lượng rồi. Mua về cho cả nhà thì ai cũng ăn được, từ bà cho đến các em thì ai cũng gật gù khen. Ok đấy, vừa kinh tế vừa ngon thế này thì quá chuẩn cho mùa hè này rồi. Các bác thầm thử xem sao nhá. Giờ thì bye bye.